Trời hôm nay nhiều sương cực. Không biết mọi người có thấy sương không? Đó. Ôi vãi. Mình tính là mình đợi sáng một tí để mình đi, mà cuối cùng bây giờ càng ngày càng sương dày đặc như vậy. Trời, rồi sao chạy xe? Nó dày cực kỳ luôn á. Wow. Đây là lần đầu tiên mà mình thấy ở đây nó sương dày như vậy luôn. Thật ra là trời nó rất là sáng, nhưng mà mình gắn cái ND, cái filter ND vô để mọi người có thể thấy cái sương nó khá là rõ. Hôm nay là mình sẽ đi bộ để đi làm. Là tại vì thứ nhất là mình không muốn chạy xe đạp trong cái thời tiết như thế này, nó sẽ khá là nguy hiểm. Và tại vì nói chung là vẫn có xe hơi chạy ở quanh khu vực này mà. Và cái thứ hai á, đó là trời này á, nó rất là lạnh. Các bạn có thể hiểu cái cảm giác mà chạy xe đạp á, gió nó luồn qua. Ghê lắm, nên thôi mình sẽ đi bộ. Mọi người có thể thấy cái xe phía trước không? Thấy không? Nguy hiểm vừa là... Có nhiều bạn á, thật ra cũng không nhiều nữa, khoảng 3-4 người à. Và còn thêm khoảng vài phụ huynh á, họ có hỏi mình á, là ủa, mình làm ở trường á thì mình làm cái gì? Cái nghề nghiệp của mình á, khi mà mình ở lại trường mình làm á, thì mình làm những cái công việc gì á. Ngày hôm nay mình sẽ giải thích sơ, cũng như cho mọi người thấy công việc của mình nó là như thế nào. Ok. Cái góc này á là y chang Đà Lạt luôn nè. Dạ. Nên là welcome mọi người đến Đà Lạt. Nó nóng quá trong văn phòng, nóng quá phải mở cửa. Thì nói chung á, trên cơ bản công việc của mình á, mình làm gọi là vị trí là trợ lý tuyển sinh quốc tế. Nhưng thật ra cái tên nó vậy thôi, chứ công việc nó giống như là một người làm về sale, một người làm marketing gì á. Sales and marketing executive, nó y chang như vậy á. Thì thật ra công việc của mình nó... mình cũng chả biết là nó tập trung vào cái gì nhiều nhất. Nhưng mà mình cứ thấy việc gì đó thì mình cứ làm thôi. Thì mỗi ngày á, thì mình vào đầu tiên là mình sẽ kiểm tra email, coi có email của những người muốn đi học, muốn đăng ký đi học, gọi là sao nhỉ? Thì khi mà có một người sinh viên mới á, mà muốn đăng ký học ở đây á, thì mình sẽ nhập tài liệu nè, nhập data nè, rồi chuẩn bị hồ sơ và đưa hồ sơ đó qua cho cái bộ phận. Bên cạnh cái đầu tiên như vậy á, thì tại sao mà mình nói nó giống ở vị trí sale, thì mình sẽ là người tư vấn cho khách hàng những cái thông tin, những cái lộ trình, những thông tin mà khách hàng muốn. Nếu mà ai mà học transfer thì mình sẽ làm những cái mapping demo, những cái mà coi là cái những cái môn học ở Việt Nam và những môn học ở bên này nó có tương đương nhau hay không. Bên cạnh đó thì mình cũng chăm sóc khách hàng rất là nhiều thứ về sale. Nói chung là cũng khá là thú vị. Ok, còn một số khía cạnh mình làm cho marketing á, thì thật sự ra thì mình không phải là người giỏi về multimedia, nên chính vì thế thì mình chỉ có thể gọi là làm được thôi. Làm được gọi là acceptable, tạm chấp nhận được những cái như là design về flyer, những cái poster cho những cái chương trình, hay là những cái thông tin cho đối tác để họ biết coi chương trình này là gì, rồi những cái truyền thông nội bộ. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng có làm dựng những cái clip video để mà trên Facebook, trên Instagram promotion cái kiểu các thứ. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng tìm kiếm thêm mở rộng những cái đối tác, người mở rộng thị trường UNAI sang với thị trường Việt Nam. Nhưng mà được một cái mình nghĩ từ trước tới giờ đó là khi mà mình đi làm thì mình ít có gọi là kén cá chọn canh lắm, tức là không có chê việc á, không có nhát việc. Nên là chính vì thế thì mình nghĩ là có việc gì mình làm được á thì mình cứ làm thôi.
đôi khi có những việc không thuần về marketing, nhưng mà mình nghĩ cái đó cũng là một trong những cái công việc, những cái task mà mình có thể học hỏi được những cái góc nhìn khác từ ở bên đối tác nè, từ ở bên các bộ phận liên quan nè. Thì cốt yếu cho mình để mình hiểu được cái insight khách hàng sau này, lỡ nhiều khi là mình làm ở một cái công ty đó thì liên quan tới bộ phận đó hay gì sao? Nói chung công việc của mình thì nó đơn giản giống như là một người làm về sale marketing thôi, nên chính vì thế nó cũng không có nhiều cái gì đó đặc biệt, nên là mình chỉ nói khái quát những cái công việc như thế thôi. Nếu mà những bạn nào mà sau này muốn đi học ở UNA mà các bạn có hứng thú cái công việc này á, thì các bạn cũng biết được, mường tượng được là những cái công việc mình cần làm nó là cái gì. Nói chung là biết trước thì nó sẽ giúp cho mình thoải mái hơn, cho mình làm quen việc nhanh hơn. Ok, thì ngày hôm nay như thế đủ rồi. Bye bye, xin chào tất cả mọi người. Nên là muốn thuần thục một cái gì đó thì phải luyện tập thường xuyên. Mình thấy cái đó là quá đúng rồi.